Xin chào toàn thể anh em nhé. Ở trên bàn mình có những chiếc áo thật là nhăn, bị nhăn. Và đây là những chiếc áo đã may từ lâu nhưng mà bây giờ là chưa được ủi thẳng và nó càng nhăn hơn nữa. Đây, tất cả đều là nhăn như vậy. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bàn ủi hơi để ủi. Thì nếu như các bạn không có bàn ủi hơi thì các bạn vẫn có thể ủi bằng bàn ủi thường, tuy nhiên nó sẽ rất là lâu. Và đặc biệt những cái thể loại mà nó nhăn đến mức độ mà bạn có thể thấy, mình đưa lại gần, nó như thế này, giống như là quần áo mà dạng giống là cái thể loại mà bò mà nhăn nheo, giống như là bò nhai đấy. Đấy thì khó, nếu như mà một cái bàn ủi thông thường rất là khó, thì mình sử dụng cái bàn ủi hơi này để ủi để làm dịch vụ luôn. Hoặc là bây giờ là đây là áo cá nhân thì mình sẽ cũng sẽ ủi như vậy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải đổ nước vào và bật đủ nhiệt độ thấp thôi. Đấy, nếu như nhiệt độ cao quá thì nó sẽ cháy áo. Tùy vào chất liệu, ví dụ chất liệu mà poly hoặc là PE nó nhiều ấy, hàm lượng polymer trong nó nhiều ấy, thì các bạn phải cho nhiệt độ nó thấp xuống một chút. Nếu không các bạn sẽ thấy tình trạng nó bị cháy áo, những cái đường gấp cháy áo. Đấy, thì đây là cái dòng mà cô ta cũng vừa, cho nên là nhiệt độ mình cũng bật vừa phải, cái nắp là 1.5 gần 2 thôi. Đấy, thì trước khi ủi các bạn có thể thử qua này, có một cái nút đó là để chúng ta xịt hơi nước ra này. Đó, các bạn thấy không ạ, nhảy vào là hơi ra. Đấy, thì trong quá trình đó thì mình ủi hơi thì mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn sử dụng cái này luôn, đó là trong quá trình mình ủi vừa nóng vừa đẩy đi đẩy lại liên tục thì chúng ta cũng phải kết hợp nhịp nhàng với cái hơi để mà nó ra đều, đừng có để nó ướt quá. Nếu như chúng ta đây, những cái chỗ này nếu như ta bấm xịt nhiều thì nó sẽ ra quá nhiều, và đó, nó xịt ra quá nhiều thì nó ướt áo. Đấy, và nó lãng phí, cũng không có tốt gì cả. Đấy, nó ướt quá thì ủi nó không chuẩn, độ ẩm vừa ủi là đẹp nhất. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ phải cân đối xịt. Thì chỉ cần đi qua đi lại một vài lần các bạn sẽ cảm nhận được. Đấy, còn nếu như các bạn chỉ có một sản phẩm thì các bạn phải ủi ở bên ngoài này, test thử trước này để cảm nhận được cái nhiệt độ nó đã nóng hay chưa và cái hơi nó có ra hay không. Đấy, nếu không ra thì khả năng là cái vòi này là nước nó bị hở bong bóng ở trong này, có nghĩa là nước nó không ở trong, nước có thể ở trên đó mà trong cái đoạn này là nó lại không có nước. Như vậy thì nước không ra được thì bạn chỉ cần tút cái chỗ này ra này, tút cái vòi nước này ra để cho nước nó chảy xuống, thông xuống. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục thử cho hơi nó ra là chúng ta bắt đầu. Đấy, thì máy của mình đã ngon rồi thì bắt đầu đối với mình thì mình hay đặt phẳng cái áo ra như vậy. Đấy, và bắt đầu mình ủi từ phía dưới này. Việc của mình ủi là mình hướng dẫn ủi nhiều thì mình sẽ ủi lần sau mình sẽ hướng dẫn, còn bây giờ mình chỉ ủi một sản phẩm này thôi. Thì thông thường mình sẽ chỉ ủi ở phía dưới line này trước này. Đấy, ủi như line, vừa ủi vừa bấm. Đấy, để cho nó căng ra, để cho nó phẳng cái đá. Tuy nhiên thì mình ủi tới đâu là mình phải cố gắng làm cho nó phẳng cái áo ra trước ở vị trí đó, ví dụ ở cửa sổ cánh tay này. Đấy, thì với mình thì mình sẽ ủi lai và ủi cổ này là bước tiếp theo này. Cái cổ này thông thường mình sẽ nâng hai cái góc cổ này lên này. Đấy, và ủi lên, ủi cho nó phẳng thẳng cái cổ này thì các bạn sẽ thấy một sản phẩm nó là đẹp, mặc dù khi may ra nó không có thành hình được chuẩn nhưng mà khi ủi lên nó sẽ đẹp. Đấy, đấy, ví dụ cả mà poly hoặc là PE càng nhiều thì hai cái dầu đó thì ủi nó càng dễ nữa, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ ủi cái cổ này. Đấy, làm sao riêng cái áo nó phải có được cái hình của một cái áo, các bạn hiểu không? Có nhiều nơi nó là may áo mà sau ủi xong nó cái áo nó không thành hình luôn. Đấy, như vậy thì để cái áo thành hình thì phải chúng ta phải làm sao của nó hai cái góc này này, cái đường biên hai bên cổ nó này, nó phải thể hiện rõ được cái điều đó. Đấy, còn cái áo này là cái áo nó đã may 2 năm rồi và
nó đã bị nhăn và mình sẽ lấy cái nó bị nhăn nheo như vậy để ra ví dụ luôn cho các bạn biết. Đấy. Thì các bạn cứ phải kéo căng ra như mình là mình ủ nhiều mình sẽ kéo căng ra. Đến đây là mình sẽ kéo căng đây luôn này. Đó. Kéo vào ủ xuống dưới vai đây. Đi tới đâu mình sẽ kéo căng tới đấy. Đấy. Còn đối với một cái sản phẩm vừa may xong thì cái ban đầu cái vải nó đã phẳng rồi. Đấy, cái vải nó đã phẳng rồi thì các bạn chỉ cần ủi những cái đường nét cơ bản thôi, nó không cần phải ủi ví dụ hai cánh tay này bị nhăn như vậy này là không bao giờ có. Nó gần như mình không cần phải ủi luôn bởi vì cái vải nó đã phẳng tắc rồi. Đấy. Thế chúng ta chỉ cần là ủi cho nó ra cái hình áo thôi đúng không ạ? Còn bây giờ những cái này nó bị như thế này rồi thì thực sự là cực kỳ khó và chỉ là những người mà mình đã có áo lâu rồi mình không làm thì bây giờ mình mới ủi lại thôi. Đấy. Còn thực sự là chả ai để đến mức độ này mới ủi cả. Ủi như thế này phải ủi rất lâu rất nhiều và nó ảnh hưởng đến những cái đường ví dụ cái đường ghép giữa tay áo và thân áo trước thì nó sẽ có một điểm G. Đây, nếu như ta ủi kỹ thì nó sẽ bị thấy vết cháy. Sẽ chắc chắn thấy, đó là điều chắc chắn, không thể nào không thấy được. Đấy, rất là khó để ủi cái này. Chỉ có máy ủi hơi suông, tức là xịt vào luôn thì có mới là không bị thôi. Đấy. Như vậy là mình chỉ hướng dẫn về cái quy trình để làm sao mà ủi được ok thôi. Đấy. Thế còn đối với sản phẩm này thì nó là để mà nó đẹp giống như là một cái sản phẩm bình thường thì nó thực sự cũng là rất khó. Đấy. Đặc biệt là cái áo này lại là may này, các bạn thấy cái phần nách này nó được ghép từ một cái mảnh, từ cái một mảnh riêng biệt nữa. Các bạn thấy không ạ? Một mảnh riêng biệt nữa thì nó phải ủi rất là nhiều lần, nó không thể ủi một lần để mà thẳng mà đẹp như bình thường, đó là gần như là không có. Đấy. Đó, rồi đây là cái này mình cứ ủi tạm. Bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ của một áo bình thường để các bạn thấy. Các bạn thấy rõ nó dễ hơn. Đây một cái sản phẩm áo trắng cũng vừa may xong. Cái này là 100% cotton và 2 chiều. Đấy, mình sẽ làm các bạn cứ quan sát nhé. Đây, mình sẽ ủi lai đầu tiên này. Đấy, mình chạy thẳng dọc hai đường hai bên này. Đó, cho nó phẳng. Rồi, sau đó mình kéo xuống. Ví dụ có một chồng 10 cái mình sẽ làm 10 cái y chang như vậy. 10 cái có nghĩa là mình ép phía dưới này đủ 10 cái luôn, lật ngược lên, sau đó bay mới ép phía trên một lần. Đấy. À mới ủi phía trên một lần. Đấy. Đấy, ví dụ ở chỗ này thì phần cổ thì chúng ta phải thể hiện làm sao thể hiện rõ được cái cổ. Đấy. Tức là nó không nhiều người ủi chật bẹt thế này hoặc là ủi nó không đúng, nó không nhìn, nó không phẳng cái áo thì mình phải ủi cho nó rõ cái chỗ đó và sau đó ủi ngang chỗ này để cho nó ra cái cổ đã rồi chúng ta tính sau. Còn có nhiều người may mà nó trùm vai thì là chồng vai thì là tùy thì chúng cũng tương tự như vậy thôi. Còn cái này là vai nó lại nằm bằng nhau luôn hoặc là lật ra phía sau một chút. Đấy, đối tùy nhiều kiểu áo. Đấy, chúng ta ủi này. Đó, gần ủi những phần tay này thế thôi. Ủi để làm dịch vụ thì nó cơ bản hết thôi. Chúng ta bán xong rồi, đây là chưa in nha. Các bạn in phải sản phẩm in rồi, nếu đã in rồi ủi phải cẩn thận hơn nữa, phải tránh ra những cái vùng in, nếu không các bạn sẽ làm hư những cái vùng in đấy. Đấy, như vậy thì về cơ bản là nó đã hoàn thành cái áo để mà làm đồng phục rồi nha. Đấy, về cơ bản là thế. Nó đã phẳng, một đó là cái cổ này ok, nhìn nó ra cái